Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp hoàn toàn không có sở đắc, đều chẳng thể nắm bắt được thì tại sao Đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Đề, tại sao có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện theo ý ông thì sao khi trước ông nương vào lãnh vực đoạn mà đoạn các phiền não được căn vô lậu, an trụ định vô gián, đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán thì khi ấy ông có thấy hữu tình hoặc tâm hoặc đạo hoặc các đạo quả trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không Phật dạy này thiện hiện nếu khi đó ông hoàn toàn không có sở đắc thì tại sao nói là đắc quả a la hán thiện hiện đáp vì nương vào thế tục mà nói chẳng y cứ vào thắng nghĩa phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói các đại bồ tát cũng giống như thế nương vào thế tục mà nói hành hạnh bồ đề và đắc quả vị giác ngộ cao tột chứ chẳng y cứ vào thắng nghĩa này thiện hiện, vì nương vào thế tục nên đạt bày có sắc, đạt bày có thọ tưởng hành thức, vì nương vào thế tục nên đạt bày có nhãn xứ, đạt bày có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, vì nương vào thế tục nên đạt bày có sắc xứ, đạt bày có thanh hương vị xúc pháp xứ, vì nương vào thế tục nên đạt bảy có nhãn giới, đạt bày có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, vì nương vào thế tục nên đạt bày có sắc giới, đạt bày có thanh hương vị xúc pháp giới, vì nương vào thế tục nên đạt bày có nhãn thức giới, đạt bày có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, vì nương vào thế tục nên đạt bày có nhãn xúc, đạt bảy có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vì nương vào thế tục nên đạt bầy có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đạt bầy có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra vì nương vào thế tục nên đạt bầy có địa giới đạt bầy có thủy hỏa phong không thức giới vì nương vào thế tục nên đạt bầy có nhân duyên đạt bầy có đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên vì nương vào thế tục nên đạt bầy có các pháp từ duyên sanh ra vì nương vào thế tục nên đạt bầy có có vô minh, đạt bày có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thù, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Vì nương vào thế tục nên đạt bày có bố thí ba la mật đa, đạt bày có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vì nương vào thế tục nên đạt bày có pháp không nội, đạt bày có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vì nương vào thế tục nên đạt bầy có bốn niệm trụ đạt bầy có bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì nương vào thế tục nên đạt bầy có thánh đế khổ đạt bầy có thánh đế tập diệt đạo vì nương vào thế tục nên đạt bầy có bốn tịnh lự đạt bầy có bốn vô lượng bốn định vô sắc vì nương vào thế tục nên đạt bẩy có 8 giải thoát, đạt bẩy có 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Vì nương vào thế tục nên đạt bẩy có pháp môn đà la ni, đạt bẩy có pháp môn tam ma địa. Vì nương vào thế tục nên đạt bảy có pháp môn giải thoát không? Đạt bảy có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì nương vào thế tục, nên đạt bảy có bậc cực hỷ. Đạt bảy có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân vì nương vào thế tục nên đạt bầy có năm loại mắt đạt bầy có sáu phép thần thông vì nương vào thế tục nên đạt bầy có mười lực phật đạt bầy có bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xà mười tám pháp phật bất cộng vì nương vào thế tục nên đạt bầy có ba mươi hai tướng đại sĩ đạt bầy có tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc vì nương vào thế tục nên đạt bầy có pháp không quên mất đạt bầy có tánh luôn luôn xả vì nương vào thế tục nên đạt bày có trí nhất thiết đạt bày có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì nương vào thế tục nên đặt bầy có quả dự lưu đặt bầy có quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác vì nương vào thế tục nên đặt bầy có tất cả hạnh đại bồ tát đặt bầy có quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì nương vào thế tục nên đặt bầy có hữu tình đặt bầy có bồ tát chư phật thế tôn chẳng y cứ vào thắng nghĩa này thiện hiện các đại bồ tát chẳng thấy có pháp nào có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột có tăng có giảm có ích có tồn vì tất cả pháp bản tánh không vậy này thiện hiện các đại bồ tát đối với tất cả pháp quán bản tánh không còn chẳng thể nắm bắt được huống là tâm mới phát mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu bố thí ba la mật đa mà có cái có thể nắm bắt được cuốn là tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà có cái có thể nắm bắt được huống là an trụ pháp không nội mà có cái có thể nắm bắt được, huống là an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu bốn niệm trụ mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là an trụ thánh đế khổ mà có cái có thể nắm bắt được huống là an trụ thánh đế tập diệt đạo mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu bốn tịnh lự mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu bốn vô lượng bốn định vô sắc mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu tám giải thoát mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu pháp môn Đà La Ni mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu pháp môn Tam Ma Địa mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu pháp môn giải thoát không mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu bậc cực hỷ mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu năm Lại mắt mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu sáu phép thần thông mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu mười lực Phật mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu 32 tướng đại sĩ mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu pháp không quên mất mà có cái có thể nắm bắt được. Huống là tu tánh luôn luôn xả mà có cái có thể nắm bắt được huống là tu trí nhất thiết mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu tất cả hạnh đại Bồ Tát mà có cái có thể nắm bắt được, huống là tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà có cái có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với sở tu mà an trụ tất cả Phật Pháp, nếu có sở đắc thì đó là việc không có này thiện hiện các đại bồ tát tu hành quả vị giác ngộ cao tột chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột làm lợi ích hữu tình thường không gián đoạn